rất tự hào về những thành tựu mà hiện tại đạt được. Học phí cao và chi phí du học đắt đỏ là trở ngại của hầu hết học sinh, nhưng Mỹ hiện đã giành được học bổng hơn 1,3 triệu đô từ những trường đại học hàng đầu thế giới, trong đó có Amherst, Harvard và Duke. Câu chuyện của Hiền chính là ví dụ điển hình cho lý do chúng tôi tạo ra College Campus, đó là tất cả những em học sinh xuất sắc đều xứng đáng có được một cơ hội để chuẩn bị cho mình một tương lai tốt nhất có thể. Chúng ta hãy cùng lắng nghe Hiền chia sẻ trải nghiệm của em tại College Campus nhé. Xin chào các bạn, mình là Mỹ Hiền, học sinh lớp 12 chuyên Anh, trường chuyên Trần Hưng Đạo, tỉnh Bình Thuận. Vừa rồi mình có nhận được thư chấp nhận học cũng như hỗ trợ tài chính toàn phần từ các trường đại học Amherst, đại học Duke và đại học Harvard của Hoa Kỳ. Mình cũng là học sinh của College Campus khóa 2019. Nỗi ngại lớn nhất của em trước khi tham gia College Campus là những rào cản về tài chính. Em hiểu quá trình nộp đơn đại học Mỹ rất tốn kém và đòi hỏi nhiều công sức. Tuy nhiên, em rất may mắn nhận được suất học bổng toàn phần từ chương trình College Campus. Các thầy cô và anh chị ở đó rất tận tâm và chu đáo, luôn giúp đỡ em mỗi khi em gặp khó khăn. Bên cạnh đó, em cũng nhận được rất nhiều lời khuyên từ các anh chị đi trước, những người đã trải qua quá trình này trước đó. Em cảm thấy rất là biết ơn cố vấn của mình, bởi vì hàng tuần anh đều dành thời gian cho những buổi họp cá nhân, mà ở đó mọi thắc mắc của em về quá trình nộp đơn đều được giải đáp. Em cũng nhận được lời khuyên rất có ích từ anh về những ý tưởng bài luận cũng như văn phong của mình. Bài học lớn nhất mà em học được chính là đừng vì e ngại thất bại mà ở mãi trong vùng an toàn của bản thân. Vốn dĩ ngay từ ban đầu, em không bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội với những trường top đầu. Nhưng các thầy cô, anh chị ở College Campus đã tiếp thêm niềm tin cho em. Mọi người khiến em nhận ra rằng tỷ lệ chấp nhận dù có là 10 hay 5% thì nó đã lớn hơn 0% rất nhiều rồi. Em nghĩ rằng mọi người nên hướng tới mặt trăng, bởi vì nếu bạn không thành công, bạn sẽ đáp được xuống những vì sao. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em ở College Campus là khoảng thời gian được học cùng với các bạn. Em cảm thấy mỗi người đều đặc biệt theo cách của họ, và việc lắng nghe câu chuyện của các bạn giúp em có thể học được rất nhiều từ mỗi người. Em cảm thấy chỉ cần chúng ta mở rộng trái tim và chân thành lắng nghe thì chúng ta có thể học được rất nhiều từ những người xung quanh của mình. Lời khuyên của mình cho các bạn College Campus hôm nay là hãy luôn tin tưởng vào chính mình. Thế giới đôi khi trọng quá ồn ào để các bạn có thể lắng nghe được tiếng lòng của bản thân. Rất dễ để có khủng hoảng niềm tin và đánh mất những giá trị sống của chính mình. Nhưng mình mong các bạn hãy nhìn đây là một cơ hội để trưởng thành. Cho nên dù kết quả có thế nào đi nữa, hãy thật kiên định với những gì mà bản thân tin tưởng. Và thay vì mãi suy nghĩ về những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân, thì hãy tập trung làm tốt những gì nằm trong tầm tay của mình. Về việc quản lý hạn nộp đơn của tất cả các trường, câu thần chú duy nhất của mình là ngừng trì hoãn. Mình sẽ cố gắng chia nhỏ các quỹ thời gian trong ngày vào những việc nhất định. Bên cạnh đó, mình cũng luôn giữ một quyển sổ bên mình để có thể ghi chép những ý tưởng nảy ra trong đầu bất cứ lúc nào, để có thể tiết kiệm thời gian suy nghĩ ý tưởng cho các bài luận phụ. Khi đọc được những dòng chữ trong thư chấp nhận, em cảm thấy rất là xúc động. Cảm xúc lớn lao nhất trong lòng em khi đó là sự biết ơn đối với tất cả những hy sinh của gia đình em, của mẹ em, cùng lòng tin tưởng và tình yêu thương của các thầy cô, bạn bè và tất cả những ai đã giúp đỡ em trong suốt chặng đường học tập cũng như quá trình nộp đơn. Em cảm giác mình đang tiếp tục viết tiếp những ước mơ của họ. Nếu dùng ba từ để nói về College Campus thì ba từ đó là trách nhiệm, tận tâm và đáng nhớ. Trên thang điểm 10, mình cho College Campus 10 điểm.